đã từng có tiền lệ như vậy và có thông tin nói rằng là Mourinho thích Pogba, thành ra là hai bên có thể tái ngộ. Mặc dù vậy, ngày hôm qua thì nhà báo nổi tiếng Italia Fabrizio Romano chính thức xác nhận rằng là không hề có chuyện này. Xin chào cả nhà, chúng ta lại gặp nhau và tôi sẽ mở đầu bằng phần điểm tin. Đầu tiên là thông tin Paul Pogba trở lại Man United để tập luyện là sai sự thật. Những ngày vừa qua thì một số tờ báo đã đăng rằng Pogba tập luyện tại Carrington, tập nhờ và cũng có một cái mong muốn rằng là nếu thử việc ở đây, đội bóng ưng thì sẽ tái ngộ với nhau. Pogba hết hợp đồng với Juventus vào cuối tháng 1 này. Anh có thể thi đấu trở lại vào tháng 3 năm sau. Và nhiều người cũng đồn rằng là huấn luyện mới của MU, ông Amorim ấy, thích Pogba và có kế hoạch rằng là thử việc để mà dùng anh thời gian tới. Trước đó Pogba nhận mức án treo gió 4 năm vì dùng chất cấm, nhưng anh được giảm án xuống 18 tháng. Cầu thủ này gần đây tập luyện tại Miami của nước Mỹ và anh ấy muốn tới một câu lạc bộ thời gian tới để mà tháng 3 năm sau có thể đá lại. Trong quá khứ thì MU đã từng để cho một trung vệ cũ của mình là Julian Evans, anh ấy tập tại Carrington cho tập nhờ. Sau đó thì MU ký hợp đồng với anh ấy một thời gian ngắn. Thế rồi đá tốt thì đến mùa này lại ký tiếp một năm nữa với Evans. Và lúc này Evans vẫn là một phần của Quỷ Đỏ thành Manchester. Đã từng có tiền lệ như vậy và có thông tin nói rằng là Mourinho thích Pogba, thành ra là hai bên có thể tái ngộ. Mặc dù vậy, ngày hôm qua thì nhà báo nổi tiếng Italia Fabrizio Romano chính thức xác nhận rằng là không hề có chuyện này. Đây là thông tin sai sự thật. Pogba vẫn đang tập luyện ở Mỹ và cụ thể là Miami. Amorim bản thân ông cũng nói thẳng rằng là ông không thích dùng một người có quá khứ nổi loạn như Pogba. Bây giờ là một chương mới và ông cần tái thiết câu lạc bộ của mình. Vâng, như vậy là đã rõ rồi. Không thể có chuyện Pogba trở lại MU được và anh cũng đang tập ở Mỹ chứ không phải là tập ở Carrington. Tiếp theo chúng ta cùng xoay sang một số thông tin liên quan đến UEFA Nations League. Dạng sáng nay có một số trận đấu đáng chú ý. Anh đã thắng Ireland 5-0 tại sân Wembley. Italia đá tại San Siro nhưng mà thua Pháp 1-3, đúng bằng tỷ số mà họ đã thắng Pháp tại Paris cách đây 2 tháng. Bỉ thì tiếp tục chìm ngập trong chuỗi thất vọng. Bỉ là cùng bảng với Pháp và Italia, họ thua Israel với tỷ số 0-1. Đầu tiên là trận đấu Anh gặp Ireland, một trận đấu mà huấn luyện viên tạm quyền Lee Gasly tiếp tục đưa vào sân một số cầu thủ trẻ. Đây là trận đấu mà cầu thủ Newcastle Livramento đá chính ở vị trí hậu vệ phải. Hiệp 2 thì Gasly còn đưa Harwood Bellit vào sân. Đấy là những người mà trận này có hai người trận này lần đầu đá cho tuyển Anh. Đội tuyển Anh thì hiệp 1 gặp phải một Ireland chơi rất là kiên cường. Ireland đá rát, phòng ngự dày đặc, cứ lưu hình rất là tốt và Anh đã tỏ ra bế tắc. Harry Kane trận này trở lại thay Watkins nhưng hiệp 1 cũng mờ nhạt. Giúp Bellingham trận đấu trước gặp Hy Lạp đá cả trận. Trận đấu này cũng đá và anh ấy chơi cả trận phải nói là rất là xông xáo cũng như là hiệu quả. Mặc dù vậy hiệp 1 anh vẫn bị bế tắc. Hiệp 2 thì đội Anh đã thể hiện quyết tâm cao. Bước ngoặt xảy ra khi mà Ireland bị mất người. Anh hưởng quả penalty, cầu thủ Ireland bị đuổi và anh vừa ghi bàn do công của Harry Kane từ trước phạt đền lại vừa đá hơn người. Sau đó thì tuyển Anh đã có thêm 4 bàn thắng do công của cầu thủ Anthony Gordon, Conor Gallagher, cầu thủ đang chơi bóng tại Tây Ban Nha cho Real Madrid, Jarrod Bowen của West Ham và cầu thủ vào xe người trung vệ Harwood Bellit cũng đã kịp ghi một bàn thắng. Như vậy là có đến 4, tức là anh ghi được 5 bàn do công của 5 cầu thủ và có đến 4 người lần đầu lập công cho tuyển Anh, đó là Anthony Gordon, Conor Gallagher, Jarrod Bowen và Harwood Bellit. Bellit là cầu thủ của Southampton, năm nay 22 tuổi. Như vậy là Lee Gasly đã kết thúc cái sứ mệnh của mình trong giai đoạn tạm quyền. Ông ấy mở rộng cái diện tuyển chọn tuyển Anh ra. Khi hàng loạt cầu thủ ngôi sao bị chấn thương thì Lee Gasly đã mời thêm những cầu thủ rất là mới vào và sắp tới tuyển Anh đến tay Thomas Tuchel thì ông có thêm những sự lựa chọn. Bên cạnh cầu thủ đã dạn dày mặc dù vẫn còn trẻ thì lại có thêm những người mới và cụ thể dạng sáng nay lại có hai người lần đầu thì chúng tôi tuyển, đó là Livramento hậu vệ cánh phải và trung vệ Harwood Bellit. Đó là câu chuyện của tuyển Anh. Họ thắng Ireland với tỷ số 5-0 tại Wembley và chính thức dẫn đầu bảng, qua đó là trở lại cái nhóm cao nhất, nhóm A ở mùa Europa League sau, ở mùa Nations League sau. Mùa này thì Anh đá ở nhóm B của UEFA Nations League do là họ đá không tốt trước đó. Ở trận đấu tại sân San Siro,
Italia gặp Pháp thì Italia đã thua với tỷ số 1-3. Pháp đã có bàn thắng sớm và có những lợi thế. Đội Pháp đã thể hiện sức mạnh và bản lĩnh kiên cường. Họ đã chơi với một quyết tâm rất là cao. Pháp tiếp tục không có Mbappe, nhưng mà hàng công của họ cơ bản đã chơi ổn. Và đây là trận đấu mà bên phía đội Pháp Rabiot cũng như là Đích Nghê đều chơi rất hay trong trận đấu thứ 50 thi đấu cho đội bóng áo lam. Lượt đi thì Italia thắng Pháp 3-1 tại Paris. Lần này thì Pháp đã đòi nợ một cách hoàn hảo. Đây là trận đấu bên phía tuyển Pháp, Đích Nghê đã có 2 kiến tạo. Anh đá những quả phạt góc rất là nguy hiểm và tạo thời cơ cho đồng đội. Trong trận đấu này thì thủ môn Vicario cũng đã không may mắn, anh có một tình huống phản lưới nhà. Cambiaso ghi bàn thắng duy nhất cho Azzurri, nhưng trường đó là không đủ để mà giúp cho Italia bảo vệ ngôi đầu bảng. Pháp là đội đã giành vị trí ở đầu bảng này. Pháp được 13 điểm, bằng điểm Italia nhưng mà hơn về hiệu số bàn thắng thua. Trận đấu này Pháp tiếp tục không có cầu thủ Mbappe, nhưng mà họ dùng bộ ba tấn công cũng rất là hợp lý. Bộ ba tấn công của Deschamps trận đấu này là Colomwani, Nkunku và Marcus Thuram. Colomwani là người có thể nói là lĩnh trọng trách thay cho Mbappe khi Mbappe vắng mặt. Ở PSG thì anh cũng là người thay cho Mbappe. Thế rồi trận này anh đá cùng với Nkunku và cầu thủ của Inter Milan là Marcus Thuram. Bộ ba này đã chơi khá là ổn và gây sức ép nhiều về cầu môn của Italia. Italia thì trông vào Tonali nhiều. Trận này Tonali không có nhiều cảm hứng, gặp phải đối phương mạnh quá và Tonali đá không tốt thì Italia bị ảnh hưởng rất nhiều. Tiếp theo là thông tin về trận đấu Bỉ thua 0-1 trên sân của Israel. Bỉ là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên với Trossard. Anh có một cú đá nguy hiểm ở phút thứ 10, nhưng mà thủ môn đối phương xuất sắc cản phá. Trong suốt hiệp 1, Bỉ cố gắng tìm kiếm bàn thắng, nhưng hàng phòng ngự của Israel vẫn đứng vững. Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên, hai đội giằng co và đến phút thứ 86, bước ngoặt xuất hiện khi mà Yak Den Sua, anh ấy đá dự bị trong trận này và vào sân để rồi đã ghi bàn thắng. Anh tung ra một cú đá hiểm hóc và thủ môn Castin đã không có một cơ hội cản phá nào. Thêm một cái thông tin đáng buồn cho đội tuyển Bỉ và cầu thủ Arsenal khi mà cầu thủ Trossard đã phải rời sân ở phút thứ 36 vì chấn thương. Không rõ là cuối tuần này cầu thủ Trossard có thể đá được hay không. Arsenal vốn đã khó khăn rồi thì thấy Trossard rời sân, đương nhiên là họ lại càng thêm lo lắng. Vâng, như vậy là tôi đã điểm lại những cái thông tin đáng chú ý vào rạng sáng nay. Đầu tiên là cái việc không thể có chuyện Pogba tái hợp MU được, và cũng không phải là tập ở Carrington mà anh đang tập tại Miami. Sau đó là một số thông tin liên quan đến các đội bóng lớn. Bỉ thua Israel tiếp tục gây thất vọng và họ đã bị rơi xuống một cái mức rất là sâu thời điểm này rồi. Sau đó là Pháp đòi nợ ngay tại San Siro với tỷ số 3-1. Anh khép lại vòng bảng Nations League với chiến thắng 5-0 trước Ireland và đã giành ngôi đầu bảng để trở lại hàng đấu cao nhất, hạng A.